Vì sao xe máy Trung Quốc bị chê tơi tả, người Việt chỉ chuộng xe chất lượng cao? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Tại sao ở Việt Nam xe máy lại là tình yêu đích thực?" Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Sao họ không dùng xe điện nhỉ? Vì ở đó xăng dầu rẻ. Bạn có nghĩ dầu đắt như ở Trung Quốc không? Dầu 95 có giá 3 nhân dân tệ. Đổ đầy xe của tôi với 60 lít dầu 95 chỉ tốn khoảng 180 nhân dân tệ. Chất lượng chiếc xe máy Trung Quốc của tôi năm ngoái cũng không đến nỗi tệ. Việc sửa chữa tiếp tục trong nửa năm và cuối cùng động cơ đã được sửa chữa. Trong khi 80% sản phẩm của Honda được sản xuất tại Trung Quốc. Bé ơi, Made in China và công nghệ Trung Quốc là hai thứ khác nhau. Có một khoảng cách còn xa lắm. Sản xuất tại Trung Quốc nhưng cũng là xe Nhật mà thôi. Đó là những sản phẩm của Nhật Bản. Trước đây, tất cả điện thoại Apple trên thế giới đều được sản xuất tại Trung Quốc và hầu hết xe Tesla đều được sản xuất tại Trung Quốc. Năm 1998, khi quân đội của chúng tôi đang chống lũ lụt ở Giang Tây và Hồ Bắc, chúng tôi đã sử dụng dòng thiết bị cứu hộ của Yamaha. Chúng tôi phải khâm phục hiệu quả của nó. Các bạn nghĩ xe máy Trung Quốc dễ sử dụng không? Khi đi được 3 tháng, phanh sau sẽ không thể dừng lại. Hãy quên đi thị trường Việt Nam, hầu hết xe máy tôi nhìn thấy trên đường phố đều là Suzuki hoặc Yamaha. Khi làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, tôi thấy hầu hết xe máy ở đó đều là xe Yamaha của Nhật. Khi tôi làm việc ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, xe đạp ở đó đều được sản xuất tại Nhật Bản. Nói thế này, hầu hết người dân ở Trung Quốc sẽ không lái xe máy dù có, thì cũng chỉ dùng để đi lại hoặc đi những quãng đường ngắn. Ở Việt Nam, xe máy tương đương với xe 4 bánh. Vì vậy họ chắc chắn sẽ chọn một cái xe tốt hơn. Chưa kể đến Việt Nam, khi người Trung Quốc chúng ta mua xe máy thì đa phần họ đều chọn Honda, Suzuki, Yamaha. Ai hiểu thì sẽ biết rằng ở châu Á, xe máy và xe đạp của Nhật Bản đang dẫn đầu. Các đại lý xe Trung Quốc rất thông minh, cho rằng xe giá rẻ có thể cạnh tranh với Honda Nhật Bản. Tuy nhiên, rẻ là do chất lượng giảm sút, sau một thời gian sử dụng, người Việt cũng biết chất lượng xe máy Trung Quốc không còn tốt. Hiện nay, xe máy giá rẻ Trung Quốc không có cơ hội kiếm sống ở Việt Nam. Những chiếc từ trung cấp đến cao cấp sẽ được ưa chuộng. Những chiếc xe được sản xuất và chạy trong nước ta sẽ không chạy được tối đa 10.000 km. Tôi đã lái 3 chiếc trong số đó. Made in China sẽ không cho bạn sử dụng quá lâu. Ý nghĩa của nó là nếu sử dụng quá lâu sẽ bị loại bỏ, nếu không sẽ không có ai mua lại. Ở Việt Nam không có hạn sử dụng xe máy. Xe máy Việt Nam đi được 50.000 đến 60.000 km mỗi năm. Xe điện Trung Quốc có thể thay thế xe máy Nhật Bản, giá rẻ, chất lượng cao, bền bỉ và thời trang. Cuối cùng, tôi tin chúng sẽ được người dân Việt Nam ưa chuộng. Sản phẩm phải đủ tốt, thiết kế bề ngoài chính xác, hiệu suất mạnh hơn một chút, chất lượng đáng tin cậy, giá thành thấp hơn một chút và dịch vụ hậu mãi được đảm bảo. Nếu những điểm này đồng thời đáp ứng được, thì ta có thể quay lại thị trường bất cứ lúc nào. Người Trung Quốc đang làm rối loạn giá cả ở Việt Nam. Làm cho giá thị trường của nước khác cao nhất có thể và gây rối với giá cả. Xe máy chạy bằng nhiên liệu bị cấm ở các thành phố của Trung Quốc. Xe máy điện rẻ, chất lượng cao và thuận tiện cho việc đi lại. Dù thế nào đi chăng nữa, chất lượng sản phẩm phải tốt thì mới có thị trường. Xe máy Trung Quốc dễ hỏng. Vì vậy hãy chuyển sang xe điện. Ở Lào cũng như vậy. Thái Lan cũng vậy mà thôi. Không phải chỉ ở Việt Nam mà ô tô, xe máy Nhật tràn ngập khắp thế giới. Tương tự như vậy. Trên thế giới có rất nhiều xe BMW do Đức sản xuất. Giá cả được quyết định bởi công nghệ và chất lượng. Xe máy Trung Quốc là để quản lý kiểm soát. Khi mới xuất hiện, xe máy đã bị cấm. Nhiều hãng xe máy đã vượt qua cửa ải. Không chỉ xe máy, tại Việt Nam, hơn 95% ô tô, xe tải, máy móc đều được sản xuất tại Nhật Bản. Sao tôi thấy ở Việt Nam nhiều xe Trung Quốc thế nhỉ? Tuổi thọ của xe máy trong nước chỉ là 13 năm. Tại sao chúng lại được sản xuất như vậy? Ngoài ra, phụ tùng và sửa chữa cũng tốn kém. Nó sẽ không hoạt động sau 10.000 km. Có loại nào bền được sản xuất tại Trung Quốc không? Tới châu Phi, ngành công nghiệp của Trung Quốc sẽ đổ về nơi hoang dã và thực phẩm sẽ còn vào nhiều hơn. Tất cả xe máy Trung Quốc trong những năm 1990 đều là xe Nhật, và bất kỳ ai đã từng lái chiếc xe này đều biết rằng chúng tốt hơn nhiều so với xe máy sản xuất trong nước hiện nay của chúng ta. Tốt hơn nhiều vì nó đắt hơn. Ở Trung Quốc có xe máy không? Người đại lục cũng không mua xe máy nội địa nữa. Dù rất yêu nước nhưng bây giờ mua xe tôi toàn mua xe Mỹ hoặc xe Nhật. Cứ thích là được rồi. Tôi đã đổi sang xe Mỹ và Nhật, hiện tại tôi đang lái xe nội địa. Họ ghét hàng Trung Quốc đúng không?
vì chất lượng thực sự kém thì mọi thứ đều vô nghĩa. Những chiếc xe máy mà tôi đã lái trong 20 năm qua thậm chí còn khó bền được, chưa kể đến người nước ngoài. Chúng tôi thậm chí không thể chịu đựng được nữa vì chúng rỉ sét khắp nơi. Chúng bắt đầu rỉ sét sau 1 hoặc 2 năm. Bạn có nghĩ rằng những người Việt Nam đó quá ngu ngốc không? Bây giờ xe điện về cơ bản đã loại bỏ xe máy. Vì Trung Quốc cấm xe máy nên không có biển số cho xe máy. Tôi muốn mua ô tô điện, xe điện hiện đã có sẵn. Các bạn hãy đi và tìm hiểu tại sao điều này lại xảy ra. Tôi sợ xe của ta chỉ sửa chữa mà thôi. Tôi cũng sợ xe máy trong nước lắm rồi. Hàng Trung Quốc cần số lượng chứ không cần chất lượng. Tôi nghĩ xe điện có thể có chất lượng ngang bằng với xe máy. Là người Trung Quốc, tôi sợ xấu hổ khi lái xe máy. Đừng cười Việt Nam nữa, Trung Quốc từng có nhiều xe máy và ô tô cỡ nhỏ của Nhật Bản. Bây giờ có rất nhiều trong số chúng ta vẫn dùng. Vì xe máy Trung Quốc quả thực không tốt. Đây là sự thật. Việc Trung Quốc sản xuất những chiếc xe máy tốt hơn những nước khác là không hiệu quả về mặt chi phí. Không phải là không thể làm được. Xe máy trong nước sẽ bốc cháy sau khi cất giữ 40 ngày. Bất cứ ai ở Trung Quốc có đủ khả năng sẽ không mua xe máy sản xuất trong nước tiêu hao nhiên liệu, chạy chậm và dễ hỏng hóc. Mua phụ tùng ô tô tại Myanmar, được sản xuất tại Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam. Tôi sẽ không bao giờ mua bất cứ thứ gì sản xuất tại Trung Quốc. Người Trung Quốc có một kỹ năng mà người nước ngoài không thể sánh được, đó là cạnh tranh giá cả. Chất lượng xe máy trong nước là rác rưởi, huống chi là ở Việt Nam, ngay cả người Trung Quốc cũng không chịu nổi. Còn một câu nữa là tôi phải thừa nhận rằng chất lượng xe máy họ thực sự rất tốt. Chất lượng xe máy Trung Quốc là rác rưởi và không thể là rác rưởi được nữa. Nhiều sản phẩm sản xuất trong nước thậm chí còn không được người Trung Quốc sử dụng. Làm thế nào một quốc gia cấm xe máy, trên diện rộng lại có thể sản xuất ra những chiếc xe máy tốt? Xe Trung Quốc được sử dụng ở Trung Quốc đây là vấn đề đẳng cấp. Nó là rác trong rác mà thôi. Sau này Việt Nam sẽ không mua xe máy nội địa nữa. Người bạn Việt Nam của tôi nói rằng xe máy Trung Quốc mấy năm không sửa được, chất lượng quá kém. Tuy nhiên, chiếc xe máy cổ của anh đã được sử dụng hơn 10 thế hệ. Cách đây mấy năm tôi có lên thành phố Hồ Chí Minh mượn để chạy. Nếu không thuyết phục thì có thể hỏi bạn bè bên đó. Ngoài vùng nông thôn, ai sẽ mua xe máy chứ? Không phải chỉ vì mặt mũi thôi sao? Đây cũng là lý do người Trung Quốc mua xe nhập khẩu. Tất cả những thứ hào nhoáng này sẽ bị mất ở thị trường Trung Quốc nếu chất lượng không được cải thiện. Xe máy nội địa sẽ vô dụng sau 1 năm sử dụng. Tại sao người Việt không mua xe máy Trung Quốc? Các thương gia và nhà máy Trung Quốc không biết rằng chất lượng xe máy Trung Quốc quá kém sao? Nếu đồ của bạn không tốt bằng người khác thì đó là lỗi của chính bạn. Không phải các công ty Trung Quốc bán hàng giả cho Việt Nam sao? Xe máy Trung Quốc là rác rưởi, dù rẻ đến mấy cũng đừng mua. Vì ở Trung Quốc chỉ còn xe điện rác mà thôi, ai sẽ mua xe máy Trung Quốc? Ngay cả người dân của tôi cũng coi thường xe chúng tôi chứ đừng nói đến nước ngoài. Đề cao tham vọng của người khác và hủy hoại uy tín của chính mình. Gửi Cục Quản lý Đô thị Trung Quốc đến đó và loại bỏ mọi thứ không đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc. Bây giờ ai muốn mua rác cơ chứ? Người Trung Quốc quá cơ hội và họ chỉ muốn làm giàu từ những thứ này. Hàng Trung Quốc chỉ là lừa đảo. Là do người Trung Quốc tham gia quá vô tình, họ tính giá cao nhưng không nâng cao được chất lượng. Cũng giống như Li Fan Moto, họ không chú ý đến chất lượng mà chỉ biết hạ giá và cuối cùng phá sản. Bạn có thể lừa dối người dân của mình, nhưng bạn không thể lừa dối người ngoài. Nếu nó không tốt thì nó không tốt. Tại sao lại có nhiều điều vô nghĩa như vậy? Có rất nhiều lý do. Từ các bình luận của netizen Trung Quốc, có thể rút ra một số kết luận chính về suy nghĩ của họ đối với Việt Nam và vấn đề xe máy. Ngưỡng mộ sự phổ biến của xe máy tại Việt Nam. Người Trung Quốc nhận thấy rằng xe máy ở Việt Nam không chỉ là phương tiện giao thông, mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, tương đương với vai trò của ô tô ở nhiều quốc gia khác. Điều này khiến họ tò mò và khâm phục cách người Việt tận dụng xe máy trong mọi khía cạnh cuộc sống. Đánh giá cao chất lượng xe Nhật Bản. Hầu hết netizen đều đồng tình rằng, người Việt ưu tiên sử dụng xe máy của các hãng Nhật Bản, vì độ bền và chất lượng vượt trội. Họ cũng thừa nhận rằng xe máy Trung Quốc khó cạnh tranh về mặt này, do chất lượng kém và độ bền thấp. Nhiều bình luận thẳng thắn chỉ ra rằng xe máy sản xuất tại Trung Quốc thường có chất lượng không ổn định, dễ hỏng hóc và tuổi thọ ngắn. Điều này khiến không chỉ người nước ngoài mà ngay cả người dân Trung Quốc cũng ít tin tưởng và sử dụng. Netizen Trung Quốc hiểu rằng người Việt có sự lựa chọn thông minh, ưu tiên chất lượng hơn giá rẻ. Họ thừa nhận rằng xe máy Trung Quốc, dù giá rẻ, cũng không thể thâm nhập thị trường Việt Nam nếu không cải thiện chất lượng. Một số bình luận nhấn mạnh rằng ở Trung Quốc, xe máy bị hạn chế hoặc thay thế bằng xe điện, trong khi tại Việt Nam, xe máy vẫn là phương tiện chính.
họ cho rằng văn hóa và điều kiện giao thông khác nhau giữa hai nước đã tạo nên sự khác biệt này. Có ý kiến cho rằng các doanh nghiệp Trung Quốc tập trung vào số lượng và lợi nhuận, dẫn đến chất lượng sản phẩm thấp. Điều này không chỉ gây mất uy tín trong nước, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh tại các thị trường nước ngoài như Việt Nam. Netizen Trung Quốc có cái nhìn khá trung thực và khách quan về sự chênh lệch giữa xe máy nội địa Trung Quốc và xe Nhật tại thị trường Việt Nam. Họ ngưỡng mộ sự phổ biến của xe máy ở Việt Nam, đồng thời tự phê bình chất lượng sản phẩm trong nước. Thực tế này cho thấy người tiêu dùng Việt Nam được nhìn nhận là thông minh và có tiêu chuẩn cao trong việc lựa chọn phương tiện giao thông.